các bạn, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu dòng máy tính bảng mới Kingcom C71. Đây là dòng máy tính bảng cấu hình khá mạnh so với những dòng máy tính bảng trước. Máy có cấu hình CPU là đến 1.2GB, RAM của nó lên 512, bộ nhớ trong đến 4GB, nó có hỗ trợ Wi-Fi 3G, pin có nó xài được 4.5 giờ. Đây là cấu hình tương đối khá mạnh đối với những dòng máy tính bảng tầm trung. Chúng ta sẽ tự tìm hiểu về máy. Gồm có máy, thẻ bảo hành, Kingcom. Từ đây hướng dẫn sử dụng, sơ về máy. Chỉ hướng dẫn những nút cơ bản trên thân máy. Phụ kiện kèm theo gồm có là tai nghe, cáp kết nối USB, cục sạc adapter, màn sách hướng dẫn bằng tiếng Anh. Đây là máy. Máy có mặt sau là thiết kế bằng nhôm khá chắc chắn. Mặt trước là viền bằng nhựa, nhìn rất là đẹp. Máy có Chúng ta sẽ tìm hiểu về cấu tạo sơ ngoài của máy. Đây là nút home. Đây là camera dùng để chat, Vinaphone hoặc là Skype ở mặt trước. Máy có hỗ trợ cổng USB, gắn trực tiếp USB 3G vào để kết nối. Cổng USB kết nối dữ liệu với máy tính và laptop. Cái này cổng sạc. Đây là cổng jack 3.5 dùng để kết nối tai nghe. Đây là khay gắn thẻ nhớ mở rộng tối đa 32GB. Đây là loa. Đây là dung lượng của máy, hay số seri email của máy. Chúng ta sẽ bật máy. Trên này có những cái nút cơ bản. Đầu tiên là nút reset. Trong những trường hợp máy treo thì chúng ta có thể nhấn nút reset. Đây là nút nguồn. Đây là nút chọn. Và đây là nút back. Chúng ta sẽ tìm hiểu giao diện máy. Đây là giao diện chính của máy, cùng có nút home, nút back và nút cộng trừ volume lớn nhỏ. Dưới cái màn hình là cột sóng, pin và ngày giờ. Máy cảm ứng điện dung rất là nhạy. Chúng ta tìm hiểu thử xem máy có cấu hình như thế nào. Chúng ta vào phần cài đặt. Chúng ta vào phần About. Máy sử dụng hệ điều hành version là Android là 2.3.1. Máy có hỗ trợ USB 3G. Chúng ta vào phần Wireless để chúng ta tìm kiếm. Máy có hỗ trợ Mobile Network. Cái này dùng để kết nối USB 3G. Ở dưới là Internet Setting. Cái này chúng ta có thể gắn mua một cụm chuyển đổi màn LAN gắn vào trong máy và kết nối. Máy cấu hình khá mạnh nên chúng ta có thể chơi game rất là ok. Máy chơi game rất là sướng.
Chúng ta thử gắn USB 3G vào, truy cập. Máy này tương thích với dòng USB 3G Huawei thì thành năng sử dụng là USB 1.3. Chúng ta gắn USB trực tiếp vào máy để cho bóng đèn đang nhận tín hiệu từ màu xanh lá cây sẽ chuyển sang màu xanh da trời. Khi trong lốc gắm vào chuẩn bị chuyển tín hiệu thì chúng ta vào phần cài đặt. Rồi phần setting. Trên này có wireless network. Chúng ta chọn phần mobile network. Trong này nó có là access point name. Trong này chúng ta một chúng ta cái này thành là thiết lập cấu hình sẵn. Hai chúng ta có thể tạo mới cấu hình bằng cách vô new ABN. Chúng ta đặt tên. SIM chúng ta đang xài là Mobi thì chúng ta sẽ đặt tên là Mobi. Ok. Cấu hình ABN là M gạch ngang watt tùy theo từng mạng. Ok. Rồi. Username bắt buộc chúng ta đặt là MMS. Rồi. Cái này chúng ta có thể lưu lại bằng cách nhấn dưới phím dấu trừ. Save lại. Lúc đó ngoài này nó sẽ hiển thị cấu hình chúng ta lại tạo và chúng ta chỉ cần check vào. Rồi chúng ta bắt ra ngoài. Chúng ta chọn như 2 ô. Chúng ta chọn phần data enable và data routing, check vô 2 ô. Khi nó sẽ hiển thị thông báo bạn có muốn kết nối dữ liệu data hay không. Chúng ta chọn ok. Lúc đó dưới màn hình nó sẽ hiển thị lên là cột sóng 3G. Đợi trong vòng khoảng 3 giây. Đây, cột sóng 3G đã hiển thị lên. Chúng ta ra ngoài kết nối Internet. Chúng ta vào phần Internet. Đây, chúng ta kết nối Internet thành công. Chúng ta có thể tìm kiếm hoặc cái gì đó, truy cập mạng rất là nhanh. Như Tobi chẳng hạn. Đấy, chúng ta kết nối Internet thành công. Máy kết nối Internet rất là đơn giản. USB nó hiển thị cột sóng màu xanh da trời. Đó là đang kết nối. Thì đó chức năng này thì các bạn còn vào phần setting. Wireless network, chọn chữ mobile network. Rồi các bạn tắt hai cái ô data enable data routing này đi. Và khi đó dưới màn hình nó sẽ tắt chữ 3G. Nói vậy là chúng ta đã kết nối và tắt 3G thành công. Cảm ơn, rất là nhạy. Cần lướt nhẹ thôi. Máy có cấu hình CPU đến 1.2GB thì tốc độ xử lý rất là nhanh. Đây là dòng máy tính bảng Kingcon mà cải thiện rất nhiều so với những model trước. Thì đó là những trải nghiệm về dòng máy tính bảng Kingcon. Chúc các bạn sẽ thao tác tốt.